Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, năm 2023, tỷ lệ thu chi ngân sách nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 99,9% tổng thu chi ngân sách qua kho bạc nhà nước. Đến nay đã có hơn 40.000 đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền cho kho bạc nhà nước tự động thanh toán các khoản chi điện, nước, viễn thông trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến với tổng số tiền đã thanh toán là hơn 3.000 tỷ đồng.